Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng đến với những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Trung Quốc nóng mặt lên tiếng phản đối vì phát biểu của quan chức Nhật Bản về Đài Loan. Bị Mỹ tố cưỡng ép kinh tế, Trung Quốc nổi nóng, phản pháo gay gắt. Chiến cơ của Anh rình rập quân đội Nga diễn tập ở Địa Trung Hải. Su-30 và Su-24 Nga xuất kích chặn tàu chiến Hà Lan trên Biển Đen. Anh tuyên bố sẵn sàng bắn hạ chiến đấu cơ Nga trên Biển Đen, Su-24 và Su-30 xuất kích vượt tàu chiến NATO suốt 5 tiếng đồng hồ. Thổ Nhĩ Kỳ làm loạn, Nga mạnh tay răn đe Syria lập lại trật tự. Sau đây, mời quý vị các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Trung Quốc nóng mặt lên tiếng phản đối vì phát biểu của quan chức Nhật Bản về Đài Loan. Theo Tân Hoa Xã, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 28 tháng 6 kêu gọi Nhật Bản đưa ra thông báo cải chính sau một quan chức cấp cao của Tokyo và gọi Đài Loan là quốc gia. Động thái của ông Uông được đưa ra trong bối cảnh Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakayama Yasuhai hôm 28 tháng 6 cho rằng việc cần làm là thức tỉnh trước áp lực Trung Quốc đang đặt lên Đài Loan và bảo vệ hòn đảo như thể một quốc gia dân chủ. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, cần phải thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Ông Uông chỉ trích phát biểu của ông Nakayama, cho rằng nó sai lầm vì vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của 4 văn kiện chính trị, bao gồm tuyên bố chung Trung Quốc-Nhật Bản. Quan chức Trung Quốc nói rằng, bình luận của ông Nakayama đã vi phạm cam kết của phía Nhật Bản về việc không coi Đài Loan là một quốc gia. Ông Uông nói, Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản ngay lập tức đưa ra các thông báo làm rõ để đảm bảo việc này sẽ không xảy ra lần nữa. Phía Trung Quốc cũng kêu gọi phía Nhật Bản thận trọng trong cách dùng lời nói và hành động để không làm tổn hại chủ quyền của Trung Quốc theo bất kỳ cách nào và không gửi tín hiệu sai lệch tới lực lượng muốn độc lập cho Đài Loan. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động quân sự gần hòn đảo như điều lượng lớn khí tài quân sự áp sát Đài Loan với tần suất thường xuyên hơn. Hôm 24 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yu Chuang phát biểu rằng Đài Loan cần phải hiểu rõ là tương lai của họ chính là thống nhất với Trung Quốc và cảnh báo độc lập cho Đài Loan đồng nghĩa với chiến tranh. Bị Mỹ tố cưỡng ép kinh tế, Trung Quốc nổi nóng, phản pháo gay gắt. Trong chuyến công du châu Âu gần đây, ông Blinken đã phát biểu với báo giới rằng mục tiêu của Mỹ liên quan đến Trung Quốc là ủng hộ hệ thống tự do và rộng mở dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn được thiết lập sau Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, ông Blinken và các nhà lãnh đạo châu Âu đã thỏa thuận về hợp tác xuyên Đại Tây Dương để đối phó với sự cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc và mưu đồ phá vỡ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông Uông Văn Bân nhắc lại rằng, Bắc Kinh luôn là người xây dựng hòa bình thế giới, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu và là người bảo vệ trật tự quốc tế. Người phát ngôn này thậm chí tố Mỹ là kẻ phá hoại trật tự quốc tế lớn nhất với việc tùy tiện rút khỏi các hiệp ước và tổ chức quốc tế, cũng như áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, can thiệp quân sự và cưỡng ép các quốc gia khác. Theo quan chức Trung Quốc, trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc và tiêu chuẩn mà ông Blinken tuyên bố không được hầu hết các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các đồng minh của Washington, đồng tình. Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, chỉ có một hệ thống trên thế giới, và đó là hệ thống quốc tế mà Liên Hợp Quốc đóng vai trò cốt lõi và chỉ có một bộ quy tắc. Đó là quy tắc cơ bản về các mối quan hệ quốc tế mà Hiến chương Liên Hợp Quốc đóng vai trò nền tảng. Chiến cơ của Anh rình rập quân đội Nga diễn tập ở Địa Trung Hải. Ngày 28 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy chiến đấu cơ F-35B của Hải quân Anh đang hoạt động trong khu vực diễn tập của Hải quân Nga trên biển Địa Trung Hải. Cụ thể, hình ảnh một chiếc F-35B với khả năng cất cánh cự ly ngắn và hạ cánh theo phương thẳng đứng mà Hải quân Anh đang mua sắm. Anh hiện có khoảng 138 máy bay loại này, gồm cả các chiến đấu cơ thuộc đội hình tàu sân bay Queen Elizabeth đang hoạt động trên biển Địa Trung Hải.
Được biết, Hải quân Nga bắt đầu tập trận ở phía đông Địa Trung Hải vào ngày 25 tháng 6 với sự tham gia của 5 tàu chiến, gồm tàu tuần dương tên lửa Moskva, 2 tàu khu trục đô đốc Eschen và đô đốc Makarov, 2 tàu ngầm Stary Oskon và Rostov-on-Don. Ngoài ra còn có 2 máy bay chống ngầm Tu-142MK và IL-38, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và chiến đấu cơ MiG-31K nhằm đảm bảo an ninh cho căn cứ không quân Himimim và cơ sở hải quân Tartars của Nga tại Syria. Su-30 và Su-24 Nga xuất kích chặn tàu chiến Hà Lan trên Biển Đen. Ngày 29 tháng 6, Bộ Quốc phòng Hà Lan ra tuyên bố cáo buộc các máy bay chiến đấu Nga gây ra tình huống nguy hiểm khi ngăn chặn một tàu chiến Hà Lan trên Biển Đen. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các máy bay nước này giữ khoảng cách an toàn. Đài Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Hà Lan đã cáo buộc các máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-30 và cường kích cơ Su-24 của Nga đã uy hiếp khinh hạm Evresen của Hà Lan khi tàu chiến này đi qua Biển Đen hôm 24 tháng 6. Theo bộ trên, hành động của các máy bay chiến đấu Nga là trái ngược với quyền tự do sử dụng của vùng biển này. Bộ này cho rằng các chiến đấu cơ của Nga đã thực hiện những vụ tấn công giả định nhằm vào tàu chiến Hà Lan, đồng thời gây nhiễu loạn hệ thống thông tin liên lạc trên tàu trong suốt 5 giờ đồng hồ. Giới chức quốc phòng Hà Lan nói, máy bay chiến đấu Nga đã gây ra tình huống nguy hiểm khi bay thấp và gần tàu chiến nước này khi nó đang di chuyển qua khu vực đông nam bán đảo Crimea. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho hay, tiêm kích cơ Su-30 và cường kích cơ Su-24 đã xuất kích nhằm ngăn chặn một vụ xâm phạm bất hợp pháp của tàu Hải quân Hà Lan, đồng thời khẳng định các máy bay chiến đấu của Nga đã giữ khoảng cách an toàn với con tàu. Thông cáo cho biết thêm, tàu chiến Evresen của Hà Lan đang hướng tới eo biển Kerch và ngay lập tức đổi hải trình sau khi máy bay chiến đấu Nga xuất hiện. Vụ việc xảy ra ngay sau khi tàu chiến Nga và Hải quân Hoàng gia Anh cũng đối đầu căng thẳng ở ngoài khơi Crimea. Anh tuyên bố sẵn sàng bắn hạ chiến đấu cơ Nga trên Biển Đen, Su-24 và Su-30 xuất kích. Vờn tàu chiến NATO suốt 5 tiếng đồng hồ. Giới chức Anh tuyên bố sẵn sàng bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga trên Biển Đen. Theo đó, sau sự cố cách Sevastopol Crimea vài km, liên quan đến tàu khu trục Defender của Anh, nước này tuyên bố sẽ tiếp tục di chuyển tự do trong lãnh hải Nga và trong trường hợp bị phản đối, máy bay chiến đấu của Nga cũng sẽ bị tấn công. Lời đe dọa trực tiếp này từ Anh đòi hỏi Nga phải có những biện pháp cứng rắn trong trường hợp tàu Anh nhiều lần vi phạm lãnh hải Nga. Theo các chuyên gia, trong trường hợp sự cố lặp lại gần biên giới của Nga, sau cảnh báo đầu tiên, tàu đối phương nên bị tấn công nếu không muốn có phản ứng nào xảy ra từ phía sau. Trong khi đó, phía Anh cho rằng họ không ngần ngại tiêu diệt hai máy bay chiến đấu của Nga đã tiếp cận tàu khu trục tên lửa ở khoảng cách không an toàn trong sự cố ngày 23 tháng 6, nhưng vì một số lý do mà hải quân nước này đã không khai hỏa. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cáo buộc các phi công Nga tiến hành hoạt động không an toàn ở độ cao 152m phía trên tàu Defender. Theo các báo cáo, việc xâm phạm trái phép lãnh hải của Nga đã được lên kế hoạch 2 lần. Đặc biệt trên sơ đồ tuyến được trình bày, tàu khu trục Anh vi phạm biên giới biển của Nga ngoài khơi bờ biển phía tây của Crimea và sau đó là khu vực Sevastopol. Thổ Nhĩ Kỳ làm loạn, Nga mạnh tay răn đe Syria lập lại trật tự. Idlib nóng hơn bao giờ hết. Quân đội Ả Rập Syria cùng với sự hỗ trợ của Nga đã liên tiếp thực hiện các chiến dịch quân sự nhằm trừng phạt các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của các nhóm phiến quân có liên hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda. Vẫn chưa rõ liệu quân đội Ả Rập Syria có triển khai một chiến dịch quân sự lớn để thiết lập lại trật tự ở Idlib hay không, nhưng một chiến dịch lớn đã được nói đến từ lâu. Ngày 27 tháng 6, quân Ả Rập Syria đã nã pháo vào các vị trí của phiến quân ở khu vực Tây Bắc Idlib để đáp trả các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn gần đây. Các mục tiêu được xác định là một số thị trấn và làng mạc trên vùng núi Al-Zawiya thuộc nông thôn phía nam Idlib và đồng bằng Al-Gab, vùng nông thôn phía bắc Hama. Các cuộc pháo kích đã khiến một phiến quân thiệt mạng ở thị trấn Faratar, khu vực núi Al-Jariwa. Vào tối muộn ngày 27 tháng 6, phiến quân đáp trả bằng việc tấn công rocket vào Al-Qalaha, vùng nông thôn phía đông nam Latakia. Đây là quê hương của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hai quả rocket đã tấn công vào thị trấn, nhưng rất may chúng rơi vào bãi đất trống.
đến hiện tại vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại. Cuộc tấn công có khả năng được thực hiện bởi Hayat Tahrir al-Sham, đây vốn dĩ là kẻ thống trị ở Idlib và có liên kết với khủng bố Al-Qaeda. Cũng trong ngày 27 tháng 6, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch tuần tra dọc theo cao tốc M4. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang lên kế hoạch thiết lập lại an ninh. Tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Ngày 25 tháng 6, quân đội Ả Rập Syria đã nã pháo vào 3 đồn bốt của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực phía tây bắc Idlib. Ngay từ buổi sáng, quân chính phủ đã pháo kích vào 2 đồn của Thổ Nhĩ Kỳ ở ngoại ô phía bắc thị trấn Sarakrif, khu vực vốn do chính phủ kiểm soát ở miền nam Idlib. Một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị trúng đạn. Vài giờ sau, pháo binh của quân đội Ả Rập Syria đã tấn công đồn bốt thứ 3 của Thổ Nhĩ Kỳ ở gần thị trấn Kremenas, cũng thuộc miền nam Idlib. Cả hai cuộc tấn công đều không có thương vong. Trong vài ngày gần đây, các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn dẫn đầu là Hayat Tahrir al-Sham đã đẩy mạnh các cuộc tấn công. Một số thị trấn và làng mạc do chính phủ kiểm soát xung quanh khu vực Idlib đã bị pháo kích dữ dội. Quân đội Ả Rập Syria cũng đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, nhằm gây áp lực buộc Ankara thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên rất khó có khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện nó. Các cuộc pháo kích của quân đội Ả Rập Syria là sự quyết liệt của Nga nhằm vào lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, là hành động đáp trả đối với thái độ vô trách nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ. Bản thân Thổ Nhĩ Kỳ dù đã cùng Nga trở thành trung gian của lệnh ngừng bắn ký kết ngày 5 tháng 3 năm 2020, nhưng lại không có hành động ngăn chặn. Thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho các nhóm phiến quân ở Idlib. Trung tâm hòa giải của Nga ở Syria ghi nhận có từ 30 đến 40 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn đón đợi và chú ý theo dõi đến cuối video. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.